Cửa hàng nông cơ Hải Cà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ còn thôn 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0932871994. Nơi bên em lên sóng giới thiệu tất cả khách hàng một con máy cưa xích thủy điện hàng Hu 137. Một con cưa xích thủy điện 36,3cc nhé. Nó nặng 4,6kg. Con này là thích hợp cho tất cả khách hàng sử dụng trong gia đình. Thông số của máy có dán trên ốp này. Đó. Máy nguyên zin và bao đẹp luôn nha mọi người. Cực đẹp luôn á. Làm theo máy là dài 35 nhé. Phần cắt là còn 35. Xích sử dụng là xích chung 91 nha mọi người. Đặc biệt là dòng này có trợ lực nha, hai ốc xích lam. Anh em nào có nhu cầu mua máy Hu đời cao mà sử dụng trong gia đình ấy, thì làm con này dùng. Đó, còn anh em mua đời thấp thì mua mấy cái đời 2 số, ví dụ như Hu. Cái này là 3 số, 137 gọi là đời 3 số. Còn đời 2 số là ví dụ như đời Hu 39, 44 hay là 36 ấy. Những cái dòng đó là dòng 2 số thì nó rẻ hơn nhá. Đó, mình tùy theo cái nhu cầu. Nếu anh em muốn ngon thì cũng muốn mua những cái đời mới. Rồi nó có trợ lực nhá, trợ lực giật bao nhẹ luôn. Đẩy ra là mở này, nghe gió tự động nhé. Đó. Hàng nguyên zin của thủy điện luôn, bao zin 100%. Đó. Anh em nào mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại đặt hàng nhé. Con này thì đẹp tầm 90% luôn nha mọi người. Đó. Giá bên em bán là 3.300.000 đồng nhé. Đó. Mình mua hàng thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994.